Chương trình đọc truyện văn học. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học. Tác phẩm Mẹ vắng nhà của nhà văn Nguyễn Thi được viết vào tháng 6 năm 1966. Từ câu chuyện có thật của mẹ con chị Út Tịch quê ở Trà Vinh. Đó là thế giới tuổi thơ của năm chị em con bé tự chăm sóc lẫn nhau khi ở nhà, trong khi mẹ Út Tịch, một du kích nổi tiếng, phải thường xuyên xa nhà để đi đánh giặc. Sự dịu dàng và sức mạnh của người mẹ đã in sâu trong trái tim và truyền cho các con sức mạnh ngay cả khi mẹ vắng nhà. Và bây giờ, Hoàng Yến sẽ gửi đến quý vị và các bạn nội dung của truyện ngắn Mẹ vắng nhà của nhà văn Nguyễn Thi. Trận đánh vẫn chưa xảy ra, bởi vì sau khi đám khói tan đi thì cái nóc chuồng cu hót của nhà thờ bà My vẫn còn. Trên lằn sông, thấp thoáng thấy màu xanh hoặc đỏ viền dưới hông của những con đò mái trôi qua lại. Trong đám giường của khu trường học, màu vàng úa đã được che mắt bởi bóng mây hồi nãy bay ngang. Con bé tuột xuống, đàn em tưởng như chị nó có mang luôn cả má xuống theo. Nhưng khi con chị đã tuột xuống tới đất mà không thấy má, lũ em lại dòm ngược lên. Dường như má cùng với trận chiến đấu hồi nãy đã biến mất vào trong những trái dừa xanh biếc đó. Con bé hiểu ý đàn em, nó gom tất cả lại và nói: "Bây giờ chơi đi học nghen, đứa nào học giỏi mày mốt má cho đi học thiệt." Thằng Hiển nhảy tưng tưng, nhúm tóc vàng hoe tròn ẩm của nó cứ phập phồng như đang thở. "Em học giỏi nghen chị, má cho em bắn chốc đùng." Còn anh thì giơ cái cằm núm cao ra. "Em học giỏi hơn nó, em được đi học trước." "Ừ, cho đi hết." Con bé gật đầu với cả ba đứa. Đàn em tranh nhau ngồi vào một chỗ. Con bé kẹp lại tóc, thả ống buồn xuống, lấy cái nón của má đội lên đầu. Nó cố bắt chước cái dáng đi khoan thai, một ngón tay móc vào qua nón của cô giáo khi cô bước vào lớp. Đàn em cũng làm y hệt đám học trò, đứng cả dậy cười hắc hắc chào cô. Hình ảnh người mẹ đã biến mất trong mắt lũ trẻ. Bây giờ thì chắc người mẹ hoàn toàn yên tâm để đi đánh giặc ở xa. Con bé treo nón lên, mặt tỉnh khô, nó bẻ một nhánh trăm bầu làm thước. Bảng đen thì có sẵn tấm bảng khẩu hiệu mà ông Sáu và tổ thông tin đã treo trên gốc dừa trước ngõ. Con bé chưa biết chữ, nhưng các cô du kích đã dạy nó đánh dần thuộc lòng những dòng khẩu hiệu đó. Mấy đứa em chống hai tay dòm chị. Giống như cô giáo, con chị đưa mắt nhìn đám học trò của mình. Cũng với đôi mắt ướt, có thể ánh lên những vệt sáng tự hào và thông minh. Nó nhón chân lên, bàn tay tròn trịa cầm cành trong bầu, nhịp nhịp trên tấm bảng như một cách chăm chú. Đàn em há miệng dòm theo tay chị, như chỉ sợ hàng chữ sẽ chui tọt vào cái miệng một đứa nào đó mà mất cả phần mình. Con bé đánh vần từng tiếng. Y mơ im, tờ im tim huyền tim.
Mờ y mi ngã mỹ, mờ a ma huyền ma, đờ anh đanh sắc đánh, tìm mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt. Bắt đầu hen. Đàn em líu ríu đánh vần theo, thằng Hiển thì ngọng líu, nó nói không kịp hai đứa lớn. Còn anh nó ngoe ngoẩy thì bao giờ cũng giành được phần đọc trước. Nó ngồi giữa con Thanh và thằng Hiển, gọn tròn như một củ khoai. Hai má nó núng nính, ửng da mận, ngoắc qua ngoắc lại. Con Thanh nó ngồi cao hơn em một cái đầu. Nó nhìn con anh bằng đôi mắt nghiêng nghiêng không thèm chấp. Nó có hàng lông mi dài và đã nhìn cái gì thì nhìn thiệt lâu. Tối ngày, nó thui thủi ở nhà. Kể từ ngày nó biết phân biệt được tiếng máy bay các loại và tiếng nổ của đại bác gần xa để mà giữ em, thay cho con bé đi hỏa tốc. Nó ngồi đó, hiền dịu, mở to đôi mắt nhìn tấm bảng, vừa đọc vừa mần mề mái tóc mai. Mặc dầu một tay nó còn ôm thằng em nhỏ trước bụng, và bên cạnh nó, con anh vẫn luôn ngoe ngoẩy thúc vào người. Thằng em nhỏ nhìn vào cái miệng của ba đứa lớn, rồi cũng bi bô la lên rối rít, y như trong cuộc này phải có mặt nó vậy. Bên kia, thấy lũ trẻ đã tụ lại chơi lớp học, bà Sáu đặt nồi khoai lên bếp. Bà vừa chùm lửa, vừa ca kệ nói, làm như lũ trẻ lúc nào cũng ngồi chung quanh bà. Con mẹ bay à? Hồi bằng tuổi bay nó còn cởi truồng leo cau mướn, có khoai đâu mà ăn. Ngoài kia, gió thổi mát rượi như ngồi đưa giỏng. Bóng lá dừa đu đưa trên đầu lũ trẻ. Tiếng bơm nổ và tiếng đại bác dậy lên rồi tan biến đi ngay. Chúng không thể lấn lướt được cái không gian vốn đẹp đẽ này. Giọng đánh vần ngọng nghịu của bọn trẻ con lại vang lên. Tưởng như cái lớp học bị giặc tàn phá kia đã được dời về đây, dưới gốc dừa mát mẻ này. Đó cũng là nơi ông Sáu, nơi những buổi chiều không mưa hay ra ngồi đương lợp và nói thơ cho lũ trẻ nghe. Cũng là nơi mà các cô du kích mỗi lần mà bao bót trở về hay ngồi nán lại để kiểm điểm và ăn bánh. Cũng chính nơi đó, qua mỗi ngày, gốc dừa lại mang thêm những vết thương mới vì bơm đạn Mỹ. Thương tích chằng chịt khắp thân dừa không sao mà đếm được. Nhiều vết xoáy sâu, mở toang hoác ngay trên những vết đã thâm đen vì đạn tay cũ. Cũng chính ở đó, khi giặt chạy rồi, khói bơm vừa tan, màu cháy xám của thuốc nổ còn ám trên đường xóm, chị em con bé lại rủ nhau đi moi đầu đạn ghim quanh gốc dừa để dành cho ông Mười quân giới. Bóng lá dừa lại ve vuốt trên lưng của lũ trẻ. Cũng như từ bao năm nay, nó đã che mát khoảng đất trước ngõ nhà. Vào mùa này, cứ mỗi buổi trưa trời tạnh ráo, cây dừa lại như vừa được tắm gội, cao lên vòi vội. Những tàu dừa rẽ ngôi như tóc chải vươn lên hông nắng. Những vệt nước mưa loang lổ khô dần. Thân dừa sứt sẹo lại mang nguyên màu rám nắng của da người. Tờ im tim huyền tìm, Mỹ mà diệt, diệt Mỹ ngụy nghiêng. Hàng chữ trắng lung linh trong nắng, lúc treo tấm bảng lên, người dân Tam Ngãi chẳng ai nghĩ rằng đây lại trở thành một lớp học. Ngày ngày, chèn vào giữa những đợt bơm và đại bác, lũ trẻ lại chơi trò chơi đó. Và cũng vẫn bài học đó, mỗi ngày, những cặp mắt tròn do của chúng lại mở ra thêm những hiểu biết ngây thơ kỳ lạ mới. Khi thì bà Sáu vừa rầy,
vừa bưng sang một rổ khoai để lớp học ăn cho no bụng, vì mẹ lớp học vắng nhà. Khi thì đang giữa buổi trưa, thằng Hiển phát lên tiếng chửi nghe quen thuộc. Giọng nó ngọng liếu của nó làm cho lũ trẻ cười ầm lên. Khi thì con Thanh phát hiện, thấy bác hai huyện ủy đang đứng nép ở bên kia rạch, nhìn sang chị em nó thiệt lâu, rồi bắt cười. Khi thì con bé tự cảm thấy mình là cô giáo thật. Cô giáo đã đội nón trên đầu, có bao bàn cầm tay, nhưng cô giáo còn phải nói chuyện gì với học trò nữa chứ? Nó nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cười tấm tím, vành môi trên hơi cong lên. Tìm Mỹ mà đánh là như má đánh giặc vậy. Tụi bay chịu không? Chịu mư. Con Thành gật đầu. Nhãn tóc chót đuôi bò của nó ở sau gáy chớp lên một cái. Thằng em nhỏ liền níu ngay lấy cho vào miệng. Hiển cũng chịu, Hiển đi với má hen chị. Thằng Hiển vừa toan nhổm dậy thì bị con anh ôm lấy cái bụng tròn. Tao đi mang đạn cho má bắn chút đùng, không cho mày đi. Má của em mừ. Má của tao chứ của mày hồi nào. Thằng nhỏ càng gỡ, con anh càng ôm chặt. Mặt hai đứa đỏ lơ đỏ lưỡng. Nếu người mẹ trở về, và nếu có thể đem đàn con ra trận được, trường hợp này chắc là má cũng cho chúng theo. Nhưng lũ trẻ không cần biết điều đó. Trong cuộc giành nhau này, đứa nào cũng đinh ninh rằng mình sắp được ôm súng theo mẹ ra mặt trận thật. Bởi vì đối với chúng, xem ra chẳng có gì cản trở. Con đường đất dòng Tam Ngãi vẫn còn rộng rãi, sạch mát. Ngày ngày, đạn đại bác giặt khoét sâu từng mảng trên đó, nhưng cũng không cản được chúng chạy qua chạy lại. Mẹ chúng vẫn đi trên đó từ nhà ra mặt trận, rồi lại từ mặt trận trở về. Còn bầu trời Tam Ngãi của chúng thì ngay cả trong hơi bơm nổ hay trong giấc ngủ cũng vẫn xanh biếc mênh mông. Đó, bà Sáu ở bên kia lại phải lên tiếng. Con bé càng hay em bằng cách là đánh giận thật lớn lên. Con anh sợ chị đọc hết nên vội buông thằng Hiển ra. Thằng Hiển thì đang khóc nhẹ ê a, miệng cũng đổi ra thành tiếng đánh giận rất gọn. Lớp học lại tiếp tục. Thường như vậy, người mẹ hiện về trong lòng của lũ trẻ rất nhanh, chèn vào giữa lớp học, hệt như một bóng xuồng vụt bơi xuống rồi lại vụt bơi đi trên con rạch trước cửa. Dường như má về rất dễ dàng, và má ra đi cũng thật nhẹ nhàng. Lũ trẻ đã quen với hình ảnh ấy, đến nỗi mà chẳng bao giờ chúng có ý nghĩ đòi mẹ ở nhà. Chúng dành nhau người mẹ, cũng như đã từng dành nhau bầu trời Tam Ngãi này là của chúng. Hay con sông Hậu, nhìn ra ngút mắt kia cũng là của chúng. Người mẹ trong những cái quen thuộc ấy, má đi đánh và cảm thấy không bao giờ vắng nhà. Một đám mây cuồn cuộn bay ngang cũng có thể dễ dàng thay thế má. Ngọn dừa cao vút nhìn được rất xa, làm cho người mẹ vắng nhà hóa gần lại. Trò chơi nhìn mẹ dỗ em của con bé sinh ra từ đó. Tìm Mỹ mà đánh, đờ anh đanh sắc đánh. Đứa nào đánh dần rõ được chữ đánh thiệt to, mai mốt má cho đi học. Em ư? Thằng Hiển nhổm dậy. Anh đắc ánh. Con anh quay ngoắt lại. Đờ anh đanh sắc đánh chứ. Mai mốt, má không cho nó đi học nghe chị hai. Con bé chẳng những không gật đầu, mà nó lại còn quát con anh, lòng mày nó cong lên. Mày ngoe ngoải vậy là không cho mày đi, bắt mày ở nhà giữ em, tao đi. Lập tức,
hai tay con anh lắc lia. Em giống má, chị hai cho em đi mừ, em không ở nhà mừ. Mày giống má hồi nào? Má nói má giống em mừ. Mày giống má hay má giống mày? Em giống má cái mũi con mèo mừ. Rồi thì nó ngửa cổ, như muốn khóc, giơ cái mũi con mèo lên. Đờ anh đanh sắt đánh, mà không cho người ta đi mừ. Con Thành nói, em giống má cái mắt to, hen chị hai. Em cũng giống má mái tóc nữa. Thằng Hiển bây giờ cũng nói kịp, tại nó cầm cái chõm tóc trên đầu lôi lên. Má vẫn hay xoa đầu nó và kể rằng hồi nhỏ má đi ở đợ, tóc má cũng vàng hoe, cứng còng y như nó vậy. Con bé không vội can đàn em, chính nó cũng cảm thấy mình giống má. Cô giáo trường làng mà nó đang cố bắt chước đó bỗng nhiên biến ngay đi cùng với cái tay đang gõ nhịp của cô. Trước mắt nó, hình ảnh người mẹ hiện ra rõ ràng như có thể ôm chầm lấy được. Nó nói, tụi bay dành nhau, tao biểu má không cho đứa nào đi hết, ngồi yên hen. Nó nhìn đàn em không chớp, rồi lấy tay gạt mớ tóc lòa xòa trên trán như kiểu người lớn gạt mồ hôi sau một việc làm vất vả. Mỗi lần về, má cũng hay nhìn nó và đàn em nó như vậy. Trán má cũng ướt đẫm nước mưa và má cũng đưa tay gạt ngang như vậy. Nó dựng nhánh trăm bầu xuống gốc dừa và nghĩ như má nó vừa dựng cái cặc pin vào gốc cột. Nó vắt hai vạt áo và hai ống quần như kiểu vắt nước mưa trên đường về mà đã hắt vào người nó. Chúm chúm bàn tay, nó dúi vào bụng mỗi đứa một cái và nói, cho mỗi đứa một cái nè. Rồi nó bản lẻn, vành môi trên hơi cong lên, nó nói tiếp, tao cũng giống má hen. Con Thanh gật đầu. Thằng Hiển dòm lơm lơm vào tay chị để tìm xem coi còn cái gì nữa không. Còn anh lắc đầu, chị hai không giống má mừ. Sao không giống? Không phải bánh mừ. Con bé ngoắt người đi. Mày nói tao không giống, lát má về tao không chia bánh cho mày nữa. Rồi ai biểu mày nói tao không giống má? Con anh khóc. Không, không giống thiệt mừ. Để một mình mày giống hết hen. Lập tức con nhỏ nín ngay. Lớp học rộn lên vì người mẹ rồi lại tiếp tục. Bóng dừa hơi ngã sang một bên. Sông Hậu mênh mông, thỉnh thoảng lại thổi vào tam ngại những cơn gió biển. Trong gió nghe như tiếng hát, mùi cá muối lẫn với mùi bơm na ban từ những sớm cồn lên cũng theo vào. Những con vòng màu phù sa hiện ra với nắng nhấp nhô như những lượn sóng. Trên đầu, những ngọn sóng ấy, đường sớm trải dài cùng với những bóng tre, bóng dừa và bóng trẻ con qua lại. Như những ông già tam ngãi thường nói, sau này miền Nam giải phóng, bắt cả bọn Mỹ, ném cho mỗi thằng một cái xẻng, hẹn cho chúng một thời gian phải lắp cho hết những hố bom, hố đạn, đại bác mà chúng đã gây ra trên miếng đất xanh xôi này. Tờ im tim huyền tìm, Mỹ mà ánh. Như con chim biển lần đầu tiên dang cánh lướt mình trên sóng, con bé cũng muốn đi tìm hiểu ý nghĩa lớn lao của mặt biển trải ra sau hàng chữ đó. Nó nghĩ phải nói thêm với đàn em những gì nữa chứ. Nó thương cây dừa trước ngõ vì hằng ngày nó leo lên đó nhìn má. Nó thương má lắm
vì thằng Mỹ chưa chịu chết hết, nên má nó còn phải đi đánh chúng. Má vắng nhà hoài, nên cứ thương má hoài. Lớp học kết thúc, vì bà Sáu kêu tất cả sẽ ăn khoai. Gốc dừa còn đó, tấm bảng khẩu hiệu vẫn còn treo đó. Ngày mai, hoặc chỉ một chốc lát nữa, con bé sẽ gom đàn em lại đây. Bài học đầu tiên sẽ vang lên, níu chân những người qua lại. Chắc chắn là hình ảnh của người mẹ sẽ lại trở về trong mắt lũ trẻ. Má sẽ chen vào lớp học, vội vã mà khoan thai. Chùm bánh ú mang trên đầu súng, đôi mắt to long lanh của má sẽ nhìn vào đàn con như muốn ôm chặt từng đứa vào lòng. Rẫu khoai đã gần hết. Con bé chưa kịp nói ý nghĩ thương má của mình với đàn em, thì từ phía bà My, bỗng súng nổ rộ lên. Bắt đầu là những tiếng súng trường nghe chắc nịch. Bà cháu kéo cả ra sân. Không gian lặng hẳn lại, nhường cho tiếng súng dội về mỗi lúc mỗi căng. Lũ trẻ đứng dòm chị. Con bé thì nghiêng tai, vành môi cong cong của nó hơi động đậy, rồi thình lình mở to. Má đánh rồi. Lập tức nó leo lên ngọn dừa. Bà Sáu càng không kịp. Bà lọng cọng gom mấy đứa nhỏ lại, rồi cũng đứng nhóng lên chờ tin nó. Khói đã che mất cái chuồng cu của bác bà My, chỉ còn cái nóc nhà thờ nhọn hoắt đâm lên giữa cái đám khói như một cái đinh. Đúng, má đánh rồi. Con bé thét lên lanh lảnh rõ hơn. Đúng là má rồi. Má đang bắn, đang đốt lên những đống lửa kia. Lằn sông cái bị khói che mất một khúc, cánh đồng cạnh đó đen lại. Má đốt bót rồi. Súng nhỏ nổ rác hơn, tiếng súng lớn dồn dập nghe lòng lộng. Cả xóm đổ ra, nhóng lên ngọn dừa. Tiếng reo của con bé bay xuống, lẫn vào trong tiếng dọn dẹp của bà Sáu, tiếng bơi xuồng vội vã trên sông rạch, và tiếng gọi câu ơi ới của các bà trên xóm chợ. Đám khói lúc càng bốc cao. Đó, con bé lại nhìn thấy một chấm đen vụt thoáng qua trong đám khói. Từ đây đến đó xa lắm, con sông Hậu chỉ nhìn thấy một lằn nhỏ vàng rực. Nhưng biết đâu, cái chấm đen đen ấy chẳng phải là một con người. Có ai cãi lại với nó không phải là má đâu. Má xung phong rồi nghiêng. Tiến lên má. Tiếng nó kéo dài văng vẳng. Chắc má đã chạy trong đám khói rồi. Các cô du kích đang chạy theo má. Cô Thà, cô giáo ở cái trường làng bị giặc đốt đang chạy lên. Một chút bụi phấn trắng còn vương trên vai áo. Súng nổ rộ hơn. Tiếng súng quân ta xung phong. Con bé tụt xuống dưới gốc thì đàn em đã sẵn sàng. Thằng Hiển ôm cái tiểu liên. Còn anh thì vác súng máy. Con Thanh thì đeo bá đỏ. Còn thằng em nhỏ thì cầm cờ. Nhánh trăm bầu vẫn dựng sẵn ở khúc dừa. Con bé cầm lấy, đó là cây cạc pin. Nắng chiều viền quanh đám khói, hắt ra chung quanh những tia lửa đỏ rực. Bắt đầu từ vách lá sau nhà, lũ trẻ xung phong vọt qua bờ mương, núp sau gốc dừa trước ngõ, nổ súng về phía trước thật dữ dội. Sáng hôm sau, giữa lúc máy bay đang quần đảo, có một người đàn bà vác súng, tay cầm lá ngụy trang, bước vào trong xóm. Tiếng cười đi trước, con người đi sau. Cả xóm len theo bóng cây, nghe chuyện chiến đấu của má. Má vắt tấm choàng trên vai, trao súng cho con bé. Cây súng có treo chùm bánh ú, rồi ôm lấy mấy đứa con. Đi vài bước, má lại dừng lại để trả lời cô bác. Cả xóm ai cũng muốn hỏi thăm má một câu. Tiếng má kéo dài trên đường xóm,
thằng nhỏ trên tay má Bibo, cạy những miếng bùn khô dính trên áo mẹ. Lũ trẻ chạy theo mẹ như lũ gà con. Còn anh chạy lon ton lên trước chân mẹ, như sợ mấy đứa kia sẽ tranh hết phần mẹ của mình. Nó nói: con thấy má xung phong mà. Con cũng thấy má nữa. Thằng Hiển nói theo. Thấy làm sao? Người mẹ hỏi. Thấy má vậy nè. Nó chùm hai chân, rồi nhảy tới một bước, như kiểu má nó vẫn hay nhảy qua bờ mương trước cửa. Thằng Hiển được mẹ hỏi, còn anh vội níu lấy áo mẹ. Con cò lót ổ cây đa hen má. Má đi đánh giặc cho con, không phải cho thằng Hiển hen má. Thằng Hiển vội níu lấy tay mẹ như đánh đu. Con ò lót ổ ây a, cho con nữa hen má. Người mẹ cười, xoa mớ tóc tròn ủng của đàn con. Ừ, cho hết mấy đứa. Bà Sáu bỗng lên tiếng. Bà đang nhắc rổ khoai trên gác bếp xuống. Nó đang ở dưới tao. Mẹ đám bay về cho nó lý con cò con giạc ôm xòm vậy. Người mẹ cười ngất. Môi má thoáng vết trầu đỏ tươi. Má xốc luôn thằng Hiển lên một tay nữa. Hít vào má con. Rồi cả hai tay bồng hai đứa con. Má bước nhẹ nhàng qua cây cầu mương trước cửa, đi vào nhà và đi thẳng xuống bếp. Đó là má Nguyễn Thị Út, người anh hùng của quân đội chúng ta. Bóp bà My bị săn bằng, trường học đã lập tức được dựng lại. Tối hôm đó, má Út bảo con: lát má đi mượn xuồng, ngày mai con bé dắt em vô trong bà My, chở gạch dụng trên bót về để xây hầm núp ở ngoài trường mới với các bạn. Trường làm xong, má cho chị em bay đi học hết. Con bé vừa rửa chân vào. Nó cứ để nguyên hai ống quần đang xả dở dang, mở to mắt như hai cái miệng ốc dầm mẹ. Đàn muỗi từ ngoài sân theo vào vây quanh khuôn mặt nó, vò ve trước cái miệng há tròn của nó. Bộ dạng nó tựa như đang hát bài hát mà nó đã từng đứng nghe một cách say sưa khi ghé ngang lớp học, mỗi lần cầm thư hỏa tốc ra mặt trận cho má trở về. Má cho con đi học thiệt nghe. Nó thót lên giường, sổ mớ tóc của má xuống lưng, vừa chải vừa tẩm mẩm tết lại từng bính một. Cho đến lúc má ru xong thằng em ngủ, tóc má đã thành một bính dài, trông là hoắc, giống hệt như cô giáo sắp tới của nó vậy. Rồi một buổi sáng, con bé dắt đàn em đi học. Mọi cái đối với nó đều vừa quen thuộc vừa bỡ ngỡ. Vẫn cô giáo du kích, niềm ao ước mai sau của nó đó. Một tay cầm nón, một tay ôm bao bàn. Vẫn gian lớp học mà chị em nó vừa góp sức làm ra. Cô giáo kể chuyện đánh giặc thật là mê. Trên bàn cô bây giờ lại có thêm một cây súng chiến lợi phẩm thật mới. Mỗi lần máy bay tới bắn cả xóm, thì cô dẫn lũ trẻ ra hầm núp. Bàn tay đầy phấn trắng của cô trông súng theo máy bay. Buổi trưa, trời trong, chị em con bé lại được cô dẫn ra chỉ cho thấy cây dừa trước gõ nhà mình. Giờ này, má lại vắng nhà. Ở xa, chị thấy gió biển làm cho những tàu dừa khẽ đu đưa, giống hệt như má đang đứng đó vuốt tóc nhìn chị em nó.
Mẹ vắng nhà là tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Thi, được viết vào tháng 6 năm 1966. Từ chuyện có thật của mẹ con chị Út Tịch ở Trà Vinh. Đó là thế giới tuổi thơ của năm chị em con bé tự chăm sóc lẫn nhau, khi mẹ Út Tịch, một người du kích nổi tiếng, phải thường xuyên xa nhà để đánh giặc. Hình ảnh con bé hay leo lên ngọn cây dừa để ngóng tin mẹ, rồi giả bộ làm cô giáo dạy học cho các em, dù mình cũng chưa biết chữ. Thế giới nhân vật trẻ thơ làm nên nét trong sáng, sức sống lâu bền trong Mẹ vắng nhà của nhà văn Nguyễn Thi. Trong bao nhiêu nốt xuống sang khắc nghiệt của cuộc chiến, người ta nhìn thấy một nốt thánh thót vang ngưng, niềm tin và cả niềm hy vọng về một cái cách đẹp cho cuộc chiến chống Mỹ giữ nước. Một dân tộc mà đứa trẻ trông nôi, đứa trẻ đang học nói, đứa trẻ vừa tới tuổi đến trường, đã biết hy sinh, đã biết yêu nước. Đó là một dân tộc bất diệt.